Việt Công giáo xin kính chào cộng đoàn, kính thưa cộng đoàn, trong niềm tin vào tình thương của Đức Mẹ và lời hứa năm xưa mà Mẹ đã hứa tại La Vang, Mẹ sẽ nhận lời những ai đến đây cầu xin Mẹ, nên nhiều người đau yếu bệnh tật hay lâm vào cảnh khó khăn đã đến cầu xin Mẹ, và Mẹ đã nhận lời. Có thể nói đã có rất nhiều phép lạ hay ơn lạ mà Mẹ đã ban cho nhiều người tại La Vang. Sau đây, chúng con xin được đưa ra một trường hợp cụ thể đã được ghi chép cẩn thận và được nhiều người làm chứng về ơn lạ mà Đức Mẹ La Vang đã ban cho con người. Phép lạ Đức Mẹ La Vang chữa khỏi bệnh tâm thần. Một người có tên là Trần Văn Ninh, sinh năm 1972, thuộc giáo xứ Định Quán, giáo phận Xuân Lộc, đã được chữa khỏi bệnh tâm thần. Anh này bị bệnh đã 10 năm, đã được đưa đến chữa trị tại nhiều bệnh viện tâm thần ở Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bệnh không thuyên giảm chút nào. Ngày 7 tháng 7 năm 2001, gia đình và giáo dân giáo xứ Định Quán đã đưa anh đến với Mẹ La Vang. Lúc đưa tới thánh địa Đức Mẹ La Vang, bệnh nhân có những thái độ hoảng hốt bỏ chạy. Ngay sau khi được cầu nguyện và cho uống nước Đức Mẹ, anh đã gục xuống rồi mấy phút sau trở lại tỉnh táo, thanh thản. Anh đã cảm tạ ơn Đức Mẹ La Vang thương ban, đã xưng tội và tham dự thánh lễ trước sự chứng kiến và hết sức vui mừng của gia đình cùng bà con giáo xứ Định Quán. Cộng đoàn thân mến, phép lạ lời chứng này đã được ghi chép cẩn thận và rất nhiều người cũng được ơn ạ như vậy. Phép lạ đặc biệt này là một chứng nhân sống rõ ràng. Hiện nay, anh Trần Văn Ninh còn đang sống ở Việt Nam. Qua Mẹ La Vang đã cứu không biết bao nhiêu là bệnh nan y, nhưng phải có đức tin vững bền. Bệnh thì phải đi bác sĩ, đi nhà thương, nhưng phải cứ tin vào quyền năng Đức Mẹ và cứ tiếp tục lần chuỗi mân côi. Anh Trần Văn Minh trên đây được Đức Mẹ cứu như là một chứng nhân sống để mọi người chúng ta vững niềm tin nơi Mẹ. Kính thưa cộng đoàn, tiếp sau đây cũng là một giáo dân ở giáo phận Xuân Lộc được ơn lành nhãn tiền của Mẹ La Vang. Chúng con mời cộng đoàn cùng theo dõi. Bị tâm thần suốt 11 năm, được chữa khỏi sau khi đi hành hương Đức Mẹ La Vang. Anh Nguyễn Đức Nam, 34 tuổi, cư ngụ ở giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc, vì gia cảnh khó khăn không nghề nghiệp nên theo bạn bè lên núi xanh tìm trầm, cũng như những anh em khác. Đôi lần anh Nam gặp may, kiếm được hàng mang về bán lấy tiền phụng dưỡng cha mẹ già và lo cho mấy em ăn học. Nhưng vận may không phải có hoài, một lần trong chuyến đi xa lâu ngày, anh Nam đã nhiễm căn bệnh lạ và từ đó anh trở thành ngớ ngẩn như người mất trí. Có người nói anh bị nhiễm độc, người khác bảo anh bị đánh bùa ngải, bị ma ám quỷ ám. Từ ngày gặp nạn, gia đình anh Nam gắng sức chạy chữa cho anh. Người lao động chính trong gia đình, anh được đưa đến bệnh viện tỉnh Đồng Nai và một vài bệnh viện khác ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tất cả đều bó tay. Người nhà đem anh về chữa ngoại khoa, đông y cũng không ăn thua. Ngã lòng, gia đình quay qua tìm thầy bùa, thầy ngải. Anh Nam được đưa đến các vị thầy nổi tiếng ở miền Đông Nam Bộ, nhưng phép thầy không linh. Anh Nam sống trong khốn khổ và tuyệt vọng suốt 11 năm liền. Đầu năm 1999, một số giáo dân trong giáo xứ Ngọc Lâm đi hành hương La Vang, nghe thấy và chứng kiến nhiều ơn lạ nhãn tiền Mẹ ban, nên đã khuyên gia đình đưa anh Nam ra La Vang khấn xin ơn Mẹ. Gặp lúc túng quẫn nhưng gia đình vẫn cố chạy vậy đưa anh Nam đi. Gia đình anh ở La Vang và chuyên tâm cầu nguyện đã được 2 ngày. Qua ngày thứ 3, 18 tháng 4 năm 1999, khi đang cho anh Nam uống nước Đức Mẹ và vẩy nước thánh lên người anh, thì bỗng dưng cả thân mình anh run lên cầm cập như người bị động kinh, rồi đổ gục xuống bậc thềm trên đài Mẹ bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau, anh tỉnh dậy ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh đang sốt sáng đọc kinh. Anh vươn mình đứng dậy, cảm giác khoan khoái như vừa trải qua một giấc ngủ ngon. Anh nhận ra mình đã hết bệnh, quỳ gối xuống cảm tạ ơn Mẹ. Anh Nam và gia đình ở lại La Vang thêm một ngày nữa để anh được xưng tội trước lễ và tham dự vào các việc đạo đức cần thiết khác. Ngày trở về, bà con lối xóm nhìn anh Nam với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Họ nghĩ anh là một người tâm thần lâu năm, mà mới đi hành hương có mấy ngày, mà lành mạnh như bình thường họ rất lấy làm lạ. Đến khi nghe người nhà anh Nam thuật lại ơn lạ nhãn tiền tại La Vang, thì mọi người mới hiểu. Bà còn chung vui và không ngớt lời ngợi khen phát lạ Đức Mẹ La Vang. Tạ ơn Đức Mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, mà Thiên Chúa đã tuôn đổ biết bao nhiêu ơn lành hồn xác trên chúng con. Xin Đức Mẹ tiếp tục chuyển cầu cho chúng con, là những kẻ còn lầm lạc, bước đi giữa thế gian này. Amen.